tại hà nội bộ công thương vừa tổ chức hội nghị phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành công thương nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ các nhà nghiên cứu cán bộ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn vừa qua cũng như đưa ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm phát triển khoa học công nghệ ngành công thương trong giai đoạn tới Phát biểu tại hội nghị, đại diện vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn từ những vướng mắc trong các quy định hiện hành và bối cảnh triển khai, đặc biệt đối với các nhiệm vụ có tính ứng dụng gắn với doanh nghiệp, nhưng công tác khoa học công nghệ trong ngành công thương vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Trong năm 2022, 2023 đã có 130 đơn vị trong và ngoài bộ tham gia triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia và cấp bộ do Bộ Công Thương quản lý. Tại hội nghị bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên nhấn mạnh toàn ngành công thương luôn xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm điều kiện tiên quyết tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành với kế hoạch hành động cụ thể hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành cũng như toàn bộ nền kinh tế bộ trưởng cũng đã chỉ ra năm nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục phát huy vai trò của khoa học công nghệ tại hội nghị đại diện các khối viện trường đã có những phát biểu chia sẻ về những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong giai đoạn vừa qua trong từng lĩnh vực như công nghiệp cơ khí bảo tồn gen vi sinh vật công nghiệp dầu khí năng lượng sản phẩm số ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai các chính sách phát triển công nghiệp và thương mại v v